Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình tối nay ngày 21 tháng 9 có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa làm việc với tập đoàn Weixin tại Đài Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Điểm trường lẻ của trường tiểu học Thành Lâm, huyện Bá Thước bị hư hỏng do mưa lũ, học sinh phải học tạm tại nhà văn hóa thôn. Các đơn vị kinh doanh dịch vụ thương mại tích cực chuẩn bị nguồn hàng phục vụ nhu cầu dịp cuối năm. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 20 tháng 9, Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa đã bế giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng dành cho Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã đợt 1 năm 2024. Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đến dự. Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức kỹ năng dành cho Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã năm 2024 được tổ chức tại Trường Chính trị trong thời gian 3 ngày từ ngày 18 tháng 9 đến ngày 20 tháng 9. Với sự tham gia của 237 Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã của 12 đơn vị xã phường thị trấn trên địa bàn Thanh Hóa, các học viên được nghiên cứu và trang bị 6 chuyên đề chính về xây dựng và phát triển văn hóa con người Thanh Hóa, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, xây dựng người cán bộ có đức có tài theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thực tiễn và kinh nghiệm trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân của Mặt trận Tổ quốc cấp xã, công tác giám sát phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc cấp xã, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới hiện đại, đô thị văn minh. Kết quả, 100% học viên đã tham gia đầy đủ và hoàn thành chương trình lớp bồi dưỡng kiến thức. Phát biểu tại buổi bế giảng, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đề nghị với vai trò trách nhiệm, kinh nghiệm thực tiễn và trí tuệ của mình, kết hợp vận dụng những kiến thức mới được cập nhật từ chương trình bồi dưỡng, đội ngũ làm công tác mặt trận ở cơ sở sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu hơn nữa, góp phần hoàn thành xuất sắc các mục tiêu nhiệm vụ mà Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã đề ra, xứng đáng với niềm tin yêu của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ hoạt động xúc tiến đầu tư tại Trung Quốc, hôm nay ngày 21 tháng 9, đoàn công tác của tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm làm việc với tập đoàn Weixin tại Đài Châu, tỉnh Chiết Giang. Cùng tham gia có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đào Xuân Yên, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Nguyễn Văn Hùng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Nguyễn Ngọc Tiến, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, đồng chí Mai Văn Hải, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, đại diện lãnh đạo các sở ngành địa phương, hiệp hội doanh nghiệp tỉnh. Tập đoàn Weixin tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc được thành lập năm 1976, hoạt động trên rất nhiều lĩnh vực như phụ liệu may mặc, da giày, đường ống dẫn, kính quang học, vật liệu xây dựng, bất động sản, tài chính, thủy điện. Trong đó, nổi bật nhất trong hoạt động của tập đoàn là nhánh sản xuất phụ liệu may mặc, da giày với việc đầu tư nhiều nhà máy lớn, sản xuất tự động tại Trung Quốc và một số nước trên thế giới. Với năng lực sản xuất hiện có, tập đoàn là một trong những doanh nghiệp sản xuất phụ kiện may mặc lớn nhất, đồng thời là thương hiệu nổi tiếng trong ngành phụ kiện may mặc của Trung Quốc. Chiến lược đầu tư kinh doanh của Weixin hướng đến sản xuất các sản phẩm chất lượng cao, công nghệ thông minh, thân thiện với môi trường. Tại tỉnh Thanh Hóa, tập đoàn đã đầu tư nhà máy công nghiệp SAB Việt Nam trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn. Tổng vốn đầu tư 62 triệu đô la Mỹ, chuyên sản xuất phụ kiện may mặc. Nhà máy tạo việc làm cho hơn 1.000 lao động, doanh thu ước tính khoảng 100 triệu đô la Mỹ mỗi năm. Nhà máy công nghiệp SAB Việt Nam là cơ sở sản xuất thứ hai tại nước ngoài của tập đoàn, là nơi triển khai chính cho chiến lược phát triển trong tương lai. Nhà máy sẽ thực hiện sứ mệnh cùng đối tác xây dựng đại nghiệp và hướng tới mục tiêu xây dựng công nghiệp sản xuất cao cấp thông qua việc áp dụng các công nghệ sản xuất tiên tiến và thông minh hàng đầu trong ngành nhằm đạt được sự phát triển xanh và chất lượng cao. Tại buổi làm việc, đại diện tập đoàn Weixin đánh giá cao môi trường đầu tư kinh doanh, sự năng động của chính quyền các cấp tỉnh Thanh Hóa trong hỗ trợ nhà đầu tư, đồng thời mong muốn tỉnh tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi và đồng hành với doanh nghiệp trong quá trình mở rộng đầu tư các lĩnh vực ngành nghề mới như sản xuất kính mắt, ống dẫn nước. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Thi trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của tập đoàn Weixin dành cho đoàn công tác, thông tin rõ về những lĩnh vực Thanh Hóa đang ưu tiên kêu gọi thu hút đầu tư, các chính sách ưu đãi đầu tư. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh bày tỏ mong muốn và trân trọng chào đón tập đoàn Weixin tiếp tục triển khai mở rộng các hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh tại Thanh Hóa. Đồng thời, giới thiệu các đối tác, bạn hàng của tập đoàn đến tìm hiểu, nghiên cứu cơ hội đầu tư và triển khai các dự án mới tại tỉnh Thanh Hóa trong tương lai gần. Lãnh đạo tỉnh cam kết luôn đồng hành, hỗ trợ, giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả tại tỉnh Thanh Hóa. Sáng nay ngày 21 tháng 9, tại buổi gặp mặt kỷ niệm 33 năm ngày ra trường,
các học viên khóa bác sĩ quân y dài hạn 20 niên khóa 1985-1991 Học viện Quân y đã tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3. Tham dự buổi lễ có đồng chí Đậu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Với tinh thần tương thân tương ái, chung tay giúp đỡ đồng bào bị bão lũ vượt qua khó khăn, tại buổi gặp mặt, Ban liên lạc khóa bác sĩ quân y dài hạn 20, niên khóa 1985-1991, Học viện Quân y đã phát động quyên góp ủng hộ đồng bào các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 3. Toàn bộ số tiền quyên góp đã được trao đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa để kịp thời hỗ trợ đồng bào. Những đóng góp của các cựu học viên khóa bác sĩ quân y dài hạn 20, niên khóa 1985-1991, Học viện Quân y sẽ là nguồn động viên hỗ trợ thiết thực để bà con vùng bị ảnh hưởng bởi mưa bão lũ lụt, khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống. Sáng nay ngày 21 tháng 9, Quỹ Bảo trợ Trẻ Em tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Câu lạc bộ Đào Duy Từ 1999-2002 tại Hà Nội tổ chức lễ bàn giao công trình nước sạch cho trẻ em trường mầm non Yên Lạc, huyện Như Thanh. Với đặc thù địa bàn miền núi còn nhiều khó khăn, trong những năm qua, trường mầm non Yên Lạc, huyện Như Thanh thiếu nguồn nước sạch để sinh hoạt hàng ngày. Với mong muốn cùng chung tay cải thiện điều kiện sinh hoạt, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và phát triển thể chất cho trẻ em, Quỹ Bảo trợ Trẻ Em tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Câu lạc bộ Đào Duy Từ 1999-2002 tại Hà Nội trao tặng công trình nước sạch cho nhà trường trị giá 50 triệu đồng. Công trình được hoàn thành và đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu cần thiết về nguồn nước sạch, đảm bảo vệ sinh, mang lại môi trường học tập tốt hơn cho trẻ mầm non. Công trình nước sạch cũng góp phần giúp trường mầm non Yên Lạc từng bước hoàn thiện thêm cơ sở hạ tầng, đáp ứng tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia và xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Nhân dịp này, Quỹ Bảo trợ Trẻ Em tỉnh và Câu lạc bộ Đào Duy Từ 1999-2002 tại Hà Nội đã trao quà cho 30 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của nhà trường. Thưa quý vị và các bạn, mưa lũ thời gian qua đã khiến hai điểm lẻ của trường tiểu học Thành Lâm, huyện Bá Thước bị hư hỏng, mất an toàn cho học sinh và giáo viên. Ngay khi nắm được tình hình, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bá Thước đã chỉ đạo nhà trường chuyển học sinh đến học tạm tại nhà văn hóa thôn, đồng thời đề xuất các cấp ngành liên quan có phương án khắc phục tình trạng này. Cơn mưa kéo dài những ngày qua khiến căn phòng nội trú của các thầy giáo ở khu leo thuộc trường tiểu học Thành Lâm trở thành một vũng nước lớn bởi trần nhà đã nứt rột. Phòng học của học sinh cũng không thể tiếp tục sử dụng để tổ chức hoạt động dạy và học. Từ cuối tháng 8 thì chúng tôi đã lên trường chuẩn bị cho việc khai giảng ở những cái phòng ở nội trú đây. Nhưng mà hiện tại thì mưa bão thì các phòng không ổn định nữa, bị dột thì chúng tôi bắt buộc phải xin ở các nhà dân. Do đã xây dựng cách đây 20 năm nên dãy phòng này của khu bầm thuộc trường tiểu học Thành Lâm đã xuống cấp nghiêm trọng. Sau ảnh hưởng của cơn bão số 3, những cải tạo chắp vá cũng không thể tiếp tục duy trì được phòng học này. Đến lúc có bão cái là trường thấy tình hình rất là nguy cơ, là thấy nhà nó thứ nhất là dột khá nhiều, cộng với là nứt tường, nứt móng, ban đầu nhà trường cho cắt điện, với là không cho học sinh với giáo viên vào đây nữa. Để không làm chương trình giáo dục bị gián đoạn, nhà trường phải bố trí học sinh các lớp này đến nhà văn hóa thôn học. Tại nơi học tạm cũng không mấy khả quan hơn. Bốn phía không có che chắn, bảng cũng phải kê tạm. Khó khăn chồng khó khăn. Ở đây thì điều kiện cũng rất là khó khăn. Thì những hôm mà trời mưa thì nó không có vách thưng nên là nó sẽ bị phả vào. Còn những hôm mà nắng thì nó cũng sẽ bị nắng dọi vào cái vị trí ngồi của các em, nên là bàn ghế này thì thường phải di chuyển liên tục để tránh các em bị mưa nắng. Thời tiết khí hậu ở trên này thì nó cũng rất là khắc nghiệt so với khu vực khác. Những hôm mà trời lạnh thì nó thường có sương mù rất là nhiều và nó sẽ bay hết vào trong khu vực, cũng gây ảnh hưởng rất là nhiều đến cho cái điều kiện học tập của các cháu. Việc đưa học sinh đến nhà văn hóa thôn để học cũng chỉ là giải pháp tình thế trước mắt, bởi nhà văn hóa không có đầy đủ công năng của một lớp học, thiếu các đồ dùng, thiết bị giáo dục và khó khăn trong công tác quản lý của ban giám hiệu nhà trường. Do đó, ngành giáo dục huyện Bá Thước đang đề xuất tìm phương án khắc phục triệt để tình trạng này. Trên địa bàn huyện Bá Thước, sau cơn bão số 3 thì cũng có một số điểm trường bị ảnh hưởng.
Tuy nhiên thì nặng nề nhất đó là hai điểm trường Phú Bầm, Phú Leo của trường tiểu học Thành Đông. Và lâu dài thì xã cũng đã có quy hoạch quỹ đất, thì cũng đang báo cáo về huyện để tham mưu trong thời gian tới thì để ổn định lâu dài cho hai cái điểm trường này thì sẽ phải chuyển đến địa điểm mới để xây trường mới. Với thầy trò trường tiểu học Thành Lâm, huyện Bá Thước, mong mỏi lớn nhất lúc này là sớm có nơi học mới, đảm bảo các điều kiện phục vụ hoạt động dạy và học. Bởi chỉ cần mưa lớn thì phòng học tạm hay trường học hiện tại cũng đều không an toàn cho học sinh và giáo viên. Không quản ngại khó khăn vất vả, hơn 70 thợ sửa chữa xe máy của Hội Kỹ thuật Xe máy Thanh Hóa đã tình nguyện đến Yên Bái để sửa chữa xe máy cho người dân bị ảnh hưởng bởi trận bão lũ vừa qua. Việc sửa chữa hoàn toàn miễn phí, thể hiện sự chung tay sẻ chia khó khăn với người dân Yên Bái, sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Ghi nhận của nhóm phóng viên Thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái. Tại Yên Bái, trong số các phương tiện bị ảnh hưởng bởi mưa lũ thì có khoảng gần 30.000 chiếc xe máy bị hư hỏng. Và chỉ trong một ngày đã có hàng trăm chiếc xe máy được vận chuyển đến đây để sửa chữa miễn phí. Thấy bảo là có đội kỹ thuật sửa chữa xe máy từ Thanh Hóa ra đây, gia đình cảm động lắm. Xe của gia đình là có 4 cái đều bị ngập sâu hơn 1 mét, đã không nổ máy được. Đến đây các anh thợ sửa chữa đã xong được 2 cái. Sau mưa lũ, lượng xe máy của người dân Yên Bái bị hỏng quá nhiều. Hội doanh nghiệp thành phố Yên Bái đã kết nối với những thành viên trong Hội Kỹ thuật Xe máy Thanh Hóa để nhanh chóng hỗ trợ và giúp đỡ người dân Yên Bái trong thời điểm khó khăn này. Hội doanh nghiệp chúng tôi cũng đã kết nối được với thợ kỹ thuật của tỉnh Thanh Hóa. Đến nay đã có hơn 70 thợ đến sửa chữa miễn phí cho bà con trong vùng lũ kể từ ngày 18, 19, 20. Thế bà con đến đây cũng rất là phấn khởi. Trung bình một ngày, các thành viên Hội Kỹ thuật Xe máy Thanh Hóa tiếp nhận gần 200 chiếc xe máy của bà con Yên Bái. Do bị ngâm trong nước quá lâu nên việc sửa chữa tốn rất nhiều thời gian. Nhiều xe có thể bị hư hỏng hoàn toàn nếu không được sửa chữa kịp thời. Những người thợ buộc phải phân loại, ưu tiên sửa trước cho những người cần gấp để có phương tiện đi lại. Những con xe ga thật ra rất đắt tiền của bà con nhưng mà nó hư rất là nhiều. Đúng là cảm thấy là cũng rất chi là sót. Nhóm 3 thì đến thời điểm thống kê bây giờ, chúng tớ đã sửa chữa cho bà con nhân dân về tay bà con nhân dân. Những chiếc xe đi lại được là khoảng 190 xe rồi. Mình xét thấy là vấn đề thiệt hại xe thì tương đối là lớn, tương đối là lớn. Nhưng với cái chuyên môn và trình độ của anh em thợ xe máy, Hội Kỹ thuật Xe máy Thanh Hóa đi ấy, thì đa số là anh em là những chủ cửa hàng và khắc phục cũng rất là triệt để đó. Hội Kỹ thuật Xe máy Thanh Hóa đã huy động hơn 70 thợ sửa xe máy chia làm 3 nhóm giúp người dân sửa chữa tại 3 điểm: nhà văn hóa số 14, tổ 14, phường Đồng Tâm, nhà văn hóa tổ 13, phường Yên Ninh và xưởng cơ khí Hồng Hà, tổ dân phố Nam Thọ, phường Nam Cường, thành phố Yên Bái. Những chiếc xe máy thì đều được đánh số thứ tự và có kèm theo cả số điện thoại. Khi nào sửa xong thì nhân viên sẽ gọi chủ xe đến lấy. Mặc dù là miễn phí thế nhưng mọi công đoạn đều được những người thợ ở đây sửa chữa rất là chuyên nghiệp. Thời gian này, Yên Bái đã và đang nhận được rất nhiều sự chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ của đông đảo người dân trên khắp cả nước. Những nghĩa cử cao đẹp đó sẽ giúp Yên Bái sớm vượt qua khó khăn, nhanh chóng ổn định cuộc sống. Rất biết ơn và trong lúc khó khăn đã được chia sẻ, giúp đỡ gia đình. Xúc động thấy tự hào là đất nước mình có rất là nhiều người tốt. Dự báo nhu cầu tiêu dùng mua sắm sẽ tăng cao trong những tháng cuối năm. Hiện nay các đơn vị kinh doanh dịch vụ thương mại trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang tích cực chuẩn bị nguồn hàng, đồng thời thực hiện nhiều giải pháp kích cầu tiêu dùng để tăng tốc, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024. Là một trong những đơn vị phân phối hàng tiêu dùng lớn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, doanh nghiệp này đã dành hơn 25 tỷ đồng để dự trữ hàng hóa phục vụ thị trường trong quý tư năm nay. Các mặt hàng được ưu tiên tăng lượng dự trữ gồm bánh kẹo, thực phẩm, đồ uống. Đến thời điểm này thì bên tôi đã ký kết, cam kết về sản lượng với các nhà cung cấp, các nhãn hàng để ổn định giá cả và hàng hóa để phục vụ cho quý 4 năm nay. Ra thêm rất nhiều chương trình khuyến mại có thể lên tới 20% để kích cầu tiêu dùng.
Và dự kiến năm nay doanh số nó sẽ tăng tầm 10% so với năm ngoái. Không chỉ chủ động dự trữ thêm nguồn hàng, nhiều đơn vị kinh doanh còn mở thêm các dịch vụ mới, đồng thời đưa ra nhiều chương trình khuyến mại nhằm kích cầu tiêu dùng, triển khai các giải pháp để tăng khả năng tiếp cận với khách hàng, mở rộng thị trường tiêu thụ. Chúng tôi đã tập kết hàng trong kho rất là nhiều mẫu mã và sẵn cả hàng trăm bộ hàng để phục vụ cho khách hàng nhu cầu cuối năm. Và hơn nữa thì năm nay Nội Thất King Home cũng ra mắt khách hàng rất là nhiều mẫu mới. Giá cả thì là có rất là nhiều mức giá để cho khách hàng lựa chọn. Hiện tại về nhu cầu tài chính khách hàng là chúng tôi có trả góp 0% và với mức phí cực kỳ ưu đãi cho khách hàng. Công ty xác định trong quý tư là cũng là một cái quý cao điểm trong năm và nó sẽ quyết định cái việc hoàn thành kế hoạch trong năm 2024. Vì vậy ngoài cái việc chuẩn bị cái sản phẩm thì công ty cũng đã xây dựng các cái chính sách truyền thông quảng bá nhận diện thương hiệu, tăng cường đẩy mạnh cái việc quảng bá trên các sàn thương mại điện tử. Và đồng thời cũng sẽ xây dựng một số các cái bốt, các điểm bán hàng phục vụ người tiêu dùng có thể vừa trải nghiệm tham quan và đồng thời là mua hàng một cách thuận tiện nhất. Theo Sở Công Thương Thanh Hóa, 9 tháng năm 2024, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt trên 145.000 tỷ đồng, tăng 13,8% so với cùng kỳ. Hiện nay, nền kinh tế trong nước đang có sự phục hồi khiến sức mua tiêu dùng tăng theo. Cùng với đó, nhiều chương trình kích cầu tiêu dùng đang được triển khai cũng giúp thị trường hàng hóa trở nên sôi động hơn. Theo dự báo của ngành Công Thương Thanh Hóa, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả năm 2024 có thể đạt 190.000 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra. Hiện các cơ quan chức năng đang tích cực tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, tăng cường công tác quản lý thị trường, đẩy mạnh đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và người tiêu dùng. Xác định phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi là nhiệm vụ trọng tâm, Hội Nông dân huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa đã tích cực tuyên truyền, vận động, khuyến khích cán bộ, hội viên nông dân đổi mới tư duy, cách làm, khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương để đầu tư sản xuất kinh doanh. Nhờ đó nhiều hộ đã có thu nhập hàng trăm triệu đồng tiền lãi mỗi năm và tạo việc làm cho nhiều lao động ở địa phương. Để tạo điều kiện cho hội viên nông dân phát triển kinh tế, Hội Nông dân huyện Hậu Lộc đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng, mở các lớp tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nông dân, đẩy mạnh hoạt động tư vấn hỗ trợ, giúp đỡ nông dân về giống, vốn để đầu tư phát triển các mô hình như kinh tế trang trại trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, sản xuất kinh doanh dịch vụ làng nghề. Mỗi năm, huyện Hậu Lộc có khoảng 7.400 hộ nông dân đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, trong đó có 578 hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh, 85 hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp trung ương. Nhiều hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đã thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, thu hút và tạo việc làm cho 10.000 lao động ở nông thôn. May mắn được sản phẩm bán rất tốt trên thị trường, bán trên khắp các sàn thương mại điện tử như Shopee, TikTok Shop, rồi các đại lý siêu thị trên khắp toàn quốc. Rồi từ đó thì sản phẩm được lan tỏa ra các địa phương, được chính quyền địa phương luôn quan tâm tạo điều kiện bán sản phẩm cho các hội chợ, triển lãm, trưng bày sản phẩm. Với tiềm năng thế mạnh là một huyện ven biển thì tổ chức các cái nuôi trồng thủy hải sản, rồi tổ chức dạy nghề cho hội viên nông dân và đặc biệt là giới thiệu các cái sản phẩm của hội viên nông dân trên các cái sàn điện tử, cung ứng các cái dịch vụ cho nông dân, góp phần cho cái việc phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Trong thời gian tới, Hội Nông dân huyện Hậu Lộc sẽ tiếp tục chỉ đạo xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, đồng thời hỗ trợ nông dân phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, ứng dụng khoa học kỹ thuật, phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực của địa phương, vận động tập hợp thu hút nông dân vào các loại hình câu lạc bộ, chi, tổ hội nghề nghiệp, tổ hợp tác xã, đẩy mạnh liên kết, phát triển các mô hình theo chuỗi giá trị, tăng sức mạnh và năng lực cạnh tranh trên thị trường, từ đó nâng cao giá trị thu nhập cho nông dân. Sáng nay ngày 21 tháng 9, Viện Nghiên cứu Ứng dụng Văn hóa Truyền thống và Kiến trúc Xây dựng Việt Nam đã tổ chức hội thảo khoa học nghiên cứu đề xuất giải pháp bảo vệ và phát huy giá trị thực hành tín ngưỡng thờ mẫu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, phục vụ phát triển du lịch. Thanh Hóa là một trong những trung tâm thờ mẫu lớn của cả nước và là địa phương có không gian diễn sướng thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ khá rộng, có sức ảnh hưởng lớn đến đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, tác động đến sự phát triển văn hóa xã hội.
Thanh Hóa có những di tích tiêu biểu trong thực hành tín ngưỡng thờ mẫu như đền Sòng Sơn, thị xã Bỉm Sơn, đền Phố Cát, huyện Thạch Thành, Phủ Na, huyện Như Thanh. Đặc biệt, kể từ khi thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ, người Việt được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào năm 2016. Các hoạt động sinh hoạt của tín ngưỡng này được phát triển mạnh mẽ, lan tỏa sâu rộng, được bảo vệ và phát huy dưới nhiều hình thức khác nhau. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, việc thực hành di sản văn hóa tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ còn bộc lộ một số mặt hạn chế bất cập. Tại hội thảo, các đại biểu đã có những tham luận, nghiên cứu trao đổi, thảo luận đánh giá lại vai trò, vị trí cũng như công tác quản lý bảo vệ, phát huy giá trị thực hành tín ngưỡng thờ mẫu tại Thanh Hóa. Các nhà nghiên cứu, nhà khoa học cũng đề xuất những giải pháp nhằm phát huy bền vững giá trị di sản gắn với phát triển du lịch, nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững và bảo vệ di sản văn hóa cho thế hệ tương lai. Ứng dụng công nghệ thông tin đang được xem là một trong những giải pháp hữu hiệu để lưu trữ, bảo tồn và phát huy các giá trị di tích trong giai đoạn hiện nay. Chính vì vậy, thời gian qua, tỉnh đoàn Thanh Hóa đã thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện tham gia xây dựng bản đồ số, số hóa các tài liệu, hiện vật, góp phần đem đến những thay đổi tích cực trong quảng bá di tích, thúc đẩy du lịch phát triển. Hà Trung hiện có 72 di tích đã được nhà nước công nhận xếp hạng, trong đó 9 di tích cấp quốc gia và 63 di tích cấp tỉnh. Ngoài ra, huyện còn có 342 di tích thuộc các loại hình kiến trúc, văn hóa, lịch sử cách mạng, tín ngưỡng được kiểm kê. Với mục tiêu góp phần tuyên truyền quảng bá du lịch địa phương, huyện đoàn Hà Trung đã triển khai thực hiện công trình thanh niên mã QR tại các điểm di tích lịch sử, văn hóa, địa chỉ đỏ trên địa bàn. Mỗi điểm di tích được gắn các mã QR tích hợp liên kết với các nền tảng mạng xã hội nhằm nâng cao tính phổ biến và thuận tiện tìm kiếm thông tin về các di tích. Đến nay, 4 di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn huyện đã được gắn mã QR. Trong cái quá trình thực hiện ấy, thì các bạn sinh viên tình nguyện cùng với huyện đoàn cũng đã phối hợp cùng với phòng văn hóa thông tin tiếp cận với những cái tài liệu khoa học, tài liệu lịch sử về các điểm di tích trên địa bàn. Cũng trong một khoảng thời gian cũng khá là dài thì các bạn đã nỗ lực tìm hiểu và viết những cái bài thông tin về các cái di tích trên địa bàn huyện. Thì sau đó các bài này sẽ được phòng chuyên môn thẩm định và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của huyện. Thì trong cái thời gian này thì với cái thời gian cũng không phải là dài, với kinh phí hạn hẹp thì các bạn cũng đã rất cố gắng viết những bài có thể gọi là rất chi tiết về các cái di tích trên địa bàn huyện. Thì sau đấy là chuyển thể thành hình thức mã QR đặt biển tại các điểm di tích. Thanh Hóa hiện có hơn 1.535 di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng và kiểm kê bảo vệ. Thời gian qua, tỉnh đoàn Thanh Hóa đã thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện để tuyên truyền thông tin về các địa danh lịch sử, địa chỉ đỏ để xây dựng bản đồ số, số hóa các tài liệu hiện vật, góp phần cùng toàn tỉnh số hóa được 156 di tích. Để có dữ liệu đầy đủ chính xác, các cơ sở đoàn trong tỉnh đã phối hợp với các phòng chức năng tổng hợp các nguồn thông tin, từ đó biên tập, thiết kế rõ ràng, chi tiết để người dân, khách du lịch có thể tra cứu thông tin qua mã QR. Bên cạnh các cái hoạt động tham gia chuyển đổi số cùng với lại các ngành khác, thì đoàn thanh niên vẫn đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị là tập trung thực hiện các cái công trình thanh niên, số hóa các cái điểm di tích, kể cả các cái điểm di tích mà chưa được xếp hạng thì chúng tôi cũng chỉ đạo cho các cơ sở đoàn thực hiện chuyển đổi số của các di tích để góp phần nâng cao cái chất lượng công tác tuyên truyền, đặc biệt là công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống lịch sử văn hóa cho đoàn viên thanh thiếu nhi tại các địa phương. Chuyển đổi số để quảng bá du lịch thì rất thuận lợi khi bà con đến đây thắp hương mà chưa có người giới thiệu thì bà con sẽ check thì đã nắm được cái nguồn gốc và cái giới thiệu về du tích, thuận lợi cho cái quảng bá du tích của địa phương và cũng như bà con nhân dân được hiểu về cái di tích rõ ràng hơn. Ứng dụng quét mã QR tại các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ là sự sáng tạo của đoàn viên thanh niên trong công tác quảng bá điểm đến, mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, cho phép người dân, du khách tiếp nhận thông tin đầy đủ, tiện lợi và chính xác. Việc làm này cũng giúp đoàn viên thanh niên dễ dàng tiếp cận được những giá trị của văn hóa truyền thống, từ đó nhân lên ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa của ông cha. Với hầu hết những người từng có quá khứ lầm lỗi, ước mơ lớn nhất sau khi chấp hành xong án phạt tù là có cuộc sống ổn định và một mái ấm bình yên. Thế nhưng, hành trình quay về nẻo thiện của họ thường gặp nhiều chông gai, không chỉ bởi những định kiến xã hội, mà còn do nhiều người trong số họ bị thiếu kỹ năng nghề nghiệp và thiếu vốn để làm ăn. Vì vậy,
chính sách về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù theo quyết định số 22 năm 2023 của Chính phủ được xem là một điểm tựa để con đường hoàn lương của họ bớt khó khăn. Sau khi chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, thời gian đầu anh Trịnh Đình Thái ở thôn 1, xã Yên Lạc, huyện Yên Định luôn mặc cảm tự ti và gặp không ít khó khăn trong cuộc sống. Giữa lúc đang loay hoay chăn trở, thì anh Thái đã được cấp ủy chính quyền và lực lượng công an tư vấn hướng dẫn vay số tiền 100 triệu đồng theo quyết định số 22 của Chính phủ. Từ nguồn vốn này, anh đã mua trâu bò, gia cầm, cải tạo chuồng trại, mở rộng quy mô trồng trọt chăn nuôi, nâng cao thu nhập. Được nhà nước hỗ trợ vay được 100 triệu thì về cũng là đầu tư vào cái chăn nuôi trâu bò. Cái nguồn vốn này rất quý báu thì mình có cái nguồn vốn và có động lực để làm lại từ đầu, rồi là phát triển kinh tế trong gia đình cho vợ con và bản thân mình. Mặc dù chính sách mới chỉ được triển khai từ cuối năm 2023, nhưng đến nay toàn tỉnh Thanh Hóa đã có hơn 300 người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn với tổng số tiền hơn 26,6 tỷ đồng từ nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội theo quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Chính sách nhân văn cùng sự vào cuộc quan tâm, giáo dục, động viên của cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng công an các cấp đã trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc, nuôi dưỡng niềm tin, tạo động lực để những người một thời lầm đường lạc lối trở về nẻo sáng của thiện lương, giúp họ vượt qua mặc cảm, tự tin mở lòng, hòa mình với gia đình, xã hội, quyết tâm làm lại cuộc đời, xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng tôi cũng đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến cho người dân, đặc biệt là các đối tượng thụ hưởng cái chính sách này. Thứ hai là cùng tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh để bố trí cái nguồn vốn của địa phương chuyển sang ngân hàng sách để cho vay. Sau khi có nguồn vốn thì chúng tôi tập trung cùng với công an tỉnh chỉ đạo dưới cơ sở để rà soát các cái đối tượng đủ điều kiện có nhu cầu để lập danh sách để cho vay, giúp cho cái đối tượng thụ hưởng sử dụng đúng mục đích và phát huy hiệu quả của đồng vốn. Để giúp những người chấp hành xong án phạt tù có thể tiếp cận dễ dàng hơn với các chính sách hỗ trợ của nhà nước, Công an tỉnh Thanh Hóa đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng và các địa phương tổ chức nhiều hội nghị gặp gỡ, tuyên truyền chính sách pháp luật và tư vấn giới thiệu việc làm cho những người lầm lỡ. Đây cũng là một trong những giải pháp căn cơ nhằm kéo giảm tỷ lệ tái phạm tội, làm tốt công tác phòng ngừa tội phạm và giữ ổn định an ninh trật tự trên địa bàn. Thời gian qua, tại một số nút giao thông trên các tuyến đường ở thành phố Thanh Hóa, tình trạng đèn tín hiệu giao thông bị hư hỏng chập chờn nhưng không được sửa chữa kịp thời, gây khó khăn cho người tham gia giao thông. Nhiều ngày qua, tại ngã tư Phố Sơn, cột đèn tín hiệu giao thông hướng từ phường An Hưng xuống cầu vượt Phố Sơn bị hư hỏng hoàn toàn. Điều này khiến không ít lái xe vô tình vẫn di chuyển, trong khi đáng ra phải dừng lại nhường đường cho hướng khác. Trong khi đó, vị trí này đã áp dụng hình thức phạt nguội. Vì vậy, mỗi khi đi qua nút giao này, nhiều người dân luôn trong tâm trạng thấp thỏm lo sợ. Bởi vì với lỗi không chấp hành hệ thống đèn tín hiệu giao thông thì sẽ bị phạt đến 5 triệu đồng đối với xe ô tô. Cái đoạn này đi không biết có phạt nguội không, may quá vạch cái thứ. Tôi thấy thì cái đèn này đẻ này thì cũng không được. Cũng mong sửa chữa kịp thời cho dân đi thôi. Còn tại một số nút giao thông, bộ phận đồng hồ đếm ngược bị hỏng, không hoạt động. Đèn đếm ngược có tác dụng giúp người tham gia giao thông tính toán nên đi tiếp hay dừng lại chờ đèn đỏ đúng lúc. Tuy nhiên, việc đồng hồ đếm ngược bị hỏng sẽ khiến người tham gia giao thông gặp khó khăn khi tham gia giao thông. Mà cái này nguy hiểm chứ ạ. Nếu mà cái này mà không kịp thời sửa chữa để có người này dân lưu thông qua thì chắc chắn là sẽ rất dễ bị gây tai nạn. Thì cái này thì cũng bản thân tôi là người dân thì cũng rất là mong các cơ quan chức năng có thẩm quyền, đặc biệt nhất là đây là ngành cảnh công an, thì phải bằng cuộc sống để cho bà con có vấn đề là lưu thông trên đường để mà đi lại làm sao thuận tiện nhất, không bị tai nạn. Hệ thống đèn tín hiệu giao thông là một trong những biện pháp quan trọng trong việc điều tiết và phân luồng giao thông tại các điểm giao cắt có tính chất phức tạp và nguy hiểm. Việc đèn hư hỏng khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn và tiềm ẩn nguy hiểm. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa sẽ được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.